Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên lần thứ 18 năm 2013 đã chọn ra được những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải trong gần 1.600 bức ảnh dự thi. Theo đó, tác phẩm Khoảnh khắc trên đường đua của tác giả Nguyễn Công Hưng Đà Nẵng đã được trao huy chương vàng. Ba tác phẩm được trao huy chương bạc gồm Ngày trở về của Lê Vấn ở Quảng Nam, Chợp mưa của Nguyễn Văn Thành ở Đà Nẵng và Đọ sức của Bảo Hưng ở Đắk Lắk. Ngoài ra còn có 4 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích cũng đã được trao. Với chủ đề Đất nước, biển đảo, con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Liên hoan đã nhận được 1.595 tác phẩm của 242 tác giả gửi đến từ 10 tỉnh thành trong khu vực. Sau khi chấm, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 151 tác phẩm tiêu biểu nhất để tổ chức triển lãm tại Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch từ nay cho đến năm 2020. Theo đó, giai đoạn 2013-2014, Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm 6 khu phố chuyên doanh, gồm 2 khu phố thời trang trên tuyến đường Lê Duẩn và Phan Châu Trinh, 2 khu phố điện tử kỹ thuật trên đường Hoàng Diệu và Hàm Nghi, khu phố mỹ nghệ trên đường Hoàng Sa và khu phố ẩm thực hải sản trên tuyến đường Trường Sa Hoàng Sa. Còn giai đoạn 2015-2020, thành phố sẽ triển khai thực hiện 10 khu phố chuyên doanh khác và 8 phố dịch vụ du lịch, trung tâm mua sắm. Trong những năm trở lại đây, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2013, du lịch Đà Nẵng tiếp tục khởi sắc với hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2012. Đàn chapi, một loại nhạc cụ độc đáo, được ví như là tiếng lòng của người dân Rackline, đang đứng trước nguy cơ mai một. Những người biết chế tác đàn chapi không còn nhiều và không gian để tiếng đàn chapi cất lên cũng đã bị thu hẹp. Thế nhưng điều đáng mừng là vẫn còn những người nặng lòng với đàn chapi và đang tìm mọi cách để ngày ngày nuôi dưỡng giấc mơ chapi với ước mong đàn chapi còn mãi. Phóng sự sau được thực hiện tại vùng đồng bào Rackline của tỉnh Ninh Thuận. Người nuôi dưỡng giấc mơ chapi, các nhà nghiên cứu văn hóa thường gọi ông như thế. Còn ông chỉ biết một điều rằng không thể sống thiếu đàn chapi, giống như người Rackline không thể sống xa làng, xa rừng núi. Ông là Chamale Âu, người làng Do, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Người trong làng quen với tiếng đàn chapi của ông, đến nỗi nếu không còn nó, ai cũng cảm thấy thiếu vắng. Tiếng chapi trên rẫy, bên bờ suối, trong mái nhà người Rackline, thực sự là một phần trong cuộc sống của người trong làng. Theo ước mơ của mình mà cái chỗ là hồi ngày xưa là nghe là cậu mình là làm đàn chapi, bắt đầu là nhìn hai cặp mắt thôi, xong bắt đầu là nghe mà la như thế nào cái đàn chapi như thế, làm một cái mình nghe được, mình làm được. Những ngôi làng Rackline, nơi mà ai nghèo cũng có cây đàn chapi, nhưng đó là chuyện của trước đây. Những người biết chế tác đàn chapi mất đi, mang theo cách làm đàn chapi, mang theo niềm đam mê chapi. Còn những người thanh niên trong làng, một thời gian dài vừa qua, lãng quên chapi. Chamale Âu cũng như những nghệ nhân của các làng Rackline, hôm nay đã có mặt ở một nơi mà sự tôn vinh luôn dành chỗ cho những nhạc cụ truyền thống quý giá của người Rackline. Lần đầu tiên, những nghệ nhân trình diễn công việc chế tác đàn chapi. Không ai hy vọng, chỉ ở đây, những người khác cũng sẽ biết chế tác đàn chapi. Nhưng một điều chắc chắn, tình yêu chapi vốn có trong mỗi người Rackline càng sâu đậm khi tận mắt được nhìn thấy đàn chapi được làm ra như thế nào, mang lại sự diệu kỳ cho những thanh âm được ví như tiếng lòng người Rackline. Thấy không có đàn chapi thì mình uống cái chỗ là có đàn chapi là mình giữ lại gốc của đàn chapi chứ. Mà hay mất một cái là không có ai truyền lại cho đời con, đời cháu. Những chiếc ống tre bên con suối quanh làng Rackline, dây đàn cũng là những sợi tre già. Đàn chapi trông đơn giản là thế, nhưng thanh âm thì không khác gì bộ mã la. Và rồi tiếng của nó cất lên như tiếng của gió, như lời của rừng, như những tâm tình của người Rackline. Khi đánh một cái dàn mã la thì có nhiều người đánh, và không phải gia đình nào cũng có và không thể chơi một mình được. Thì người Rackline cổ xưa người ta đã nghĩ ra là một người có thể chơi hết cái đàn chapi. Cho nên là và họ nó luôn luôn nó gắn bó hết sức là trong đời sống tinh thần của họ đó. Có khi chapi theo họ lên nương, rồi chapi là ở trong nhà sàn tình tự cùng với nhau v.v. Cho nên nếu bữa nay mà mất đi cái tiếng đàn chapi thì đúng là cái điều kiện để thổ lộ tình cảm của người Rackline họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Cũng vì thế mà Cha Ma Lé Âu tìm mọi cách để có thêm nhiều người hiểu và quý đàn cha bi. Say sưa nói về đàn cha bi, mãi mê với cây đàn cha bi. Cứ thế, tiếng đàn cha bi đi vào lòng người, cho dù ở lễ hội đông người, cho dù ở ngôi làng rắc lây thanh vắng. Nơi nào đàn cha bi cũng mang sức sống nhờ những người rắc lây luôn mang giấc mơ cha bi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các giám đốc sở xây dựng, quy hoạch kiến trúc, văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương rà soát, đánh giá, thẩm định danh mục biệt thự xây dựng trước năm 1954 để đưa vào quản lý theo đề án bảo tồn biệt thự cổ Hà Nội. Trước mắt thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ các tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan đô thị, tính nguyên bản, về công năng sở hữu để đánh giá, phân loại đạt hiệu quả. Ngoài việc thành lập hội đồng thẩm định cấp thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng quyết định lập 3 tổ công tác để rà soát, kiểm đếm toàn bộ biệt thự xây dựng trước năm 1954, trình hội đồng thẩm định danh mục các biệt thự cần bảo tồn, tôn tạo. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 1.540 biệt thự thuộc nhiều thành phần sở hữu, trong đó có 970 biệt thự thuộc sở hữu của nhà nước. Phần tin văn hóa quốc tế sẽ tiếp tục điểm hẹn văn hóa trưa nay. Trước khi đến với Joey, bộ phim mới của ma tốc độ Nicolas Cage, chúng ta hãy cùng tham gia vào lễ kỷ niệm sinh nhật 110 của hãng xe phân khối lớn nổi tiếng Harley. Hàng trăm người đam mê xe máy đã tụ tập với nhau trên đường phố Milwaukee để làm lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 110 của hãng xe phân khối lớn nổi tiếng của Mỹ, Harley-Davidson. Hàng dài những tay đua với chiếc đầu quấn khăn đi trên những con xe mang nhãn hiệu màu đen và da cam của Harley-Davidson đã đổ về Wisconsin. Tham gia lễ kỷ niệm này có những gương mặt nổi tiếng như nữ diễn viên Katie Sackhoff hay Tricia Helfer. Từ những nước xa xôi như Australia, Brazil, Brunei và Mexico, hàng trăm du khách cũng đã bay đến Mỹ hoặc đi xe cả ngàn dặm đến đây để tham dự lễ kỷ niệm này. Bên cạnh đó, hãng xe này còn tổ chức rất nhiều sự kiện trong các thành phố lớn khi mời các ban nhạc nổi tiếng như ZZ Top, Blue Oyster hay Doobie Brothers. Hai người sáng lập ra hãng xe đình đám này là William Hayley và Arthur Davidson bắt đầu sản xuất hãng xe gắn máy mang tính biểu tượng của Wisconsin từ năm 1903. Xuất hiện trên thảm đỏ cùng người vợ của mình là Alex Kim tại Liên hoan phim Venice. Tài tử điện ảnh người Mỹ Nicolas Cage cho biết sau hơn 30 năm đóng phim thì ông vẫn chưa có ý định nghỉ hưu sớm. Và tại Liên hoan phim Venice năm nay, ông cùng đồng nghiệp của mình là đạo diễn David Gordon muốn đem giới thiệu bộ phim Joe để tham gia tranh tài. Trong bộ phim này, Cage sẽ đóng vai người đàn ông cố gắng chôn vùi quá khứ tù tội, tìm cách chuộc lỗi khi cậu bé Gary do Ty Sheridan thủ vai bất ngờ xuất hiện ở vùng Texas hẻo lánh. Cậu bé này cũng có cuộc sống khó khăn khi phải sống dưới một gia đình có người cha nghiện rượu. Joe là một trong 20 bộ phim sẽ tham gia tranh tài ở hạng mục sư tử vàng dành cho những phim nước ngoài có phụ đề tiếng Anh. Các giải tại Liên hoan phim Venice sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 9. Kalash là một bộ tộc cổ người Ấn Iran sinh sống ở vùng hẻo lánh tại Pakistan, hiện vẫn đang duy trì một nghi lễ có từ thời cổ xưa. Đây là nghi lễ có 102 và đã được người Kalash duy trì như là một truyền thống văn hóa của dân tộc này từ qua nhiều thế kỷ. Nếu những du khách mới đến con đường từ Chichwan tới thung lũng Kalash ở tận sâu trong vùng núi Hindu Kush, ban đầu họ sẽ tưởng như mình sẽ được tham dự một lễ hội nào đó, bởi họ sẽ thấy những người dân trong bộ tộc nhảy múa, hát hò và cùng nhau uống rượu dâu tằm. Nhưng thực ra đó là ngày mà người dân nơi đây chia tay người đã mất. Nghi lễ đặc biệt này gọi là châu Úc, được hiểu nôm na là sự khởi hành của người chết từ thế giới. Những người phụ nữ trong gia đình sẽ ngồi cạnh quan tài, còn những người đàn ông thì sẽ cạo đầu để chứng tỏ sự kính trọng đối với người đã khuất, trong khi những người khác trong bộ tộc thì sẽ nhảy múa xung quanh. Có một khái niệm trong văn hóa của chúng tôi giữa những người trong bộ tộc là kể từ khi con người được sinh ra, chúng ta đã được hưởng niềm vui là được có mặt ở trên đời, vì thế chúng ta cũng nên vui vẻ chấp nhận khi ai đó mất đi. Chúng tôi tin rằng bằng cách này, những người đã mất sẽ có cuộc sống hạnh phúc ở thế giới khác và chúng tôi muốn gửi cho người đó một chút niềm vui. Mỗi khi có người mất là những người trong bộ tộc sẽ đóng góp những con dê để hiến tế, bình thường là khoảng 30 đến 40 con, tùy thuộc vào vai trò và vị trí của người đã khuất đối với cộng đồng. Trong quá khứ, những người bộ tộc Kalash thường để quan tài mở ở khu vực chôn cất và không cần chôn xuống đất. Nhưng trong những năm gần đây, vì sợ có bệnh dịch lây lan, họ đã bắt đầu chôn người chết. Theo truyền thống, người ta vẫn chôn sữa, mật ong và một khẩu súng cùng người đã khuất để anh ta có thể hối lộ, hoặc hối lộ không được thì có thể tự vệ trước thần chết.
người ta cũng bỏ cái giường của người đó đi bởi họ tin rằng ma quỷ sẽ trở về nhà nếu chiếc giường được đem về. Sau nghi lễ châu Úc, quá phụ sẽ bị giữ trong một khu biệt lập trong vòng 7 ngày và họ hoàn toàn có quyền tái hôn thời gian sau đó. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 4.000 thành viên của các bộ tộc cổ đại sống trong những thung lũng của Pakistan và họ sống trên những căn nhà được xây bằng bậc thang, đá và gỗ xếp chồng lên nhau. Hình ảnh từ nghi lễ cổ xưa của tộc người Kalas cũng đã kết thúc điểm hẹn văn hóa trưa nay của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.